là sẵn nha. Ô lưu có khả năng rốt chân. Bố túc đi qua tuần lê. Láng tròn lót trò tê phía bọn quanh. Ô ý dung rạp ra. Review preposition of location được bắt sắc lây tư còn lây phiên đập lá ra viết it at the top of, at the side of, at the bottom of, and go in the middle of. Sign it at the side of the road. Lát sẽ ngã từ lời rồi. Car is in the middle of the road. Nắng từ nơi còn đạp lên. A boat is in the middle of the river. Túc từ nơi còn đạp lên lên vô khai dựa đi sang là sành nha. Sành nha o lừ co kha lan rô phân. Bố túc đi qua còn mê cán trần nó có phía bóng quên. Dung lực ra ra. Review preposition of location để bắt say để bắt sát lấy từ còn lại vì khi em lập lá ra viết at it at the top of at the side of at the bottom of it is called in the middle of a sign it at the side of the road. Là sàn nhà cứ cần đạp lên cứ này cứ kiếm lên car in the middle of the road. Lan từ nơi cần đạp lên a boat is in the middle of the river. Tôi cứ nơi cần đạp từ này có thể dù là đi sang lại sàn nhà ở car lan hồn lên bố túc đi qua tuần lê. Review preposition of location. The bus sat right to the left. We end up left. Ra viết at the top of, at the side of, at the bottom of. Rồi có in the middle of. Sign. At the side of the room. Lát từ nơi thẳng kiếm chơi. A car is in the middle of the road. Lát từ nơi thẳng đạp ra. A boat is in the middle of the river. Vô khai đủ là đi xanh ra sẵn nha. Ở thư có khá là một. Ý rốt lời bốn trung. River trùng lên lên trầm lọc sổ tên. Chưa bỏng quên.